Một tuần mới xin gặp lại các bạn. Tuần này thì chúng ta sẽ nói về một đề tài, đó là Mỹ, nhà crash hay là price correction. Có nghĩa là nhà của nước Mỹ, giá nhà có bị rớt một cách thê thảm hay thì là giá cả một cách điều chỉnh lại mà thôi. Thì chúng ta cùng vô tìm hiểu luôn. Thì để mà trả lời cái câu hỏi này thì mình nghĩ rất nhiều bạn ngoài kia, trong đó có cả bản thân mình, là nghĩ có nên tới năm nay có là tới lúc chúng ta mua nhà chưa, hoặc là chúng ta hay chờ thêm một thời gian nữa chẳng hạn. Thì để trả lời được những câu hỏi này đó thì chúng ta cần phải đi ngược lại dòng thời gian, là khoảng năm 2006, năm 2007 và năm 2008. Thì hồi xưa các bạn đang nhớ vào năm 2007, 26 và 2008 thì bên nước Mỹ xảy ra một vấn đề rất là lớn, đó là vấn đề nhà cửa bị sụp đổ. Giá nhà cửa bị sụp đổ mà là bị crash. Nhưng mà tại sao hồi xưa cái nhà lại bị crash của năm 2006, 2007, 2008 nó lại khác hẳn hoàn toàn năm 2022 và năm 2023 hoặc là năm 2024 trong năm tới của chúng ta? Thì chúng ta ngược lại dòng thời gian đó thì họ nói để mà một cái market nó crash, nghĩa là để cho thị trường nhà cửa nó sụp đổ thì nhà cửa nó cần xuống trung bình là gì? Là 20%. Để mà nhà cửa nó sụp đổ thì họ nói trung bình thì nhà cửa cần phải xuống là gì? Là trung bình 20%. Nhưng mà 20% hồi trước nó khác hẳn 20% của ngày hôm nay. Để chúng mình vô mình trả lời cho các bạn luôn. Thì năm 2006 tới năm 2008 là cách đây khoảng 15 năm trời, đúng không ha? Thì cái thời gian đó bên Mỹ nó có xảy ra một vấn đề nữa gọi là subprime loan. Là cái gì? Nợ thì có nhiều loại nợ lắm. Nợ xấu nè, nợ tốt nè, nợ có thể đòi được nè, nợ có thể không đòi được nè, nợ có thể high risk nè, nợ có thể medium risk, có nghĩa là có những cái món nợ mà mình chi cho mượn là cái phần trăm mình lấy lại rất là thấp. Thì bên đây thì các bạn nào đi mua nhà, mua cửa hoặc là đi bất cứ financing, bất cứ một cái món hàng gì thì đa số bên đây các bạn đều biết họ sẽ run cái credit của các bạn. Credit bên đây run thì có 3 cái: Experian, TransUnion and Equifax. Experian, TransUnion and Equifax. Ba cái điểm tín dụng này, ba cái công ty để đánh giá cái sự tín dụng của các bạn như thế nào thì nó ra cái điểm tín dụng của các bạn. Điểm tín dụng càng cao thì nói lên là gì? Là các bạn là những con người trả nợ cho đúng ngày, đúng hạn, đúng không? Những người biết giữ lời hứa. Còn điểm tín dụng các bạn càng thấp thì gì? Nói lên là các bạn có thể trả không trúng hay đúng hạn, hoặc là cái debt ratio là cái tiền, cái nợ của các bạn rất lớn so sánh với đồng lương của các bạn. Trên cái điểm tín dụng của chúng ta nó chia ra hai phần. Phần đầu tiên nó gọi là credit score, là cái điểm tín dụng là chúng ta cách chúng ta trả như thế nào. Và cái thứ hai gọi là credit line, là cái tiền mà chúng ta đã mượn trong quá khứ và cái đồng tiền chúng ta có thể mượn được trong tương lai. Nó có thì trong cái điểm tín dụng thì nó clip này thì mình đi chút xíu về vấn đề nhà cửa thì mình không đi quá sâu về vấn đề gọi là điểm tín dụng hoặc là credit score là cái gì, credit line là cái gì. Nhưng mà nó đơn giản, credit score là chứng lên, nói lên cái sự trả đúng ngày đúng hạn của chúng ta, cái lời hứa của chúng ta với cái người mà chúng ta mượn nợ, đó là cái credit score. Nếu chúng ta ngày thứ hai mình trả, chứ mình không đợi ngày thứ ba mình trả, thì nếu mà mình cứ trả trễ như vậy thì gì, cái tín của chúng ta sẽ bị thấp đi. Cái credit line là chúng ta đã mượn được bao nhiêu rồi trong quá khứ rồi và chúng ta sẽ trả như thế nào. Thì chúng ta càng mượn nhiều trong quá khứ thì credit line chúng ta càng cao. Thì credit line chúng ta càng cao thì chúng ta có thể mượn được những đồng tiền lớn hơn trong tương lai. Thì cái thời gian năm 2006, năm 2008 nó xảy ra một vấn đề là cái subprime. Subprime là những người là có gì gì? Những người mà họ mượn nợ mà cái điểm tín dụng họ xấu. Điểm tín dụng họ xấu nói lên là những người mà họ không giữ lời hứa khi họ trả nợ. Thì điểm dụng họ xấu khi họ không giữ lời hứa họ trả nợ là cái nhất. Cái hai là cái debt ratio là cái nợ họ quá cao so với cái income, thì chút xíu mình đi xuống cho vấn đề đó. Nhưng mà cái xảy ra một cách lớn lao nhất trong cái thời gian năm 2006, năm 2008 là cái subprime loan. Cái subprime loan nó làm cho gì? Thị trường nó sụp đổ. Thì mình sẽ giải thích tiếp trong những cái trong những phút sau đây. Cái thứ hai, trong cái subprime loan thì nó có gì, là cứ nói về vấn đề income. Income là gì? Là cái lợi tức của từng cá nhân. Khi các bạn cho ai mượn một cái gì đó, trước khi mà chúng ta nói là chúng ta sẽ cho họ là tiền lời bao nhiêu và chúng ta sẽ lấy lại như thế nào, thì chúng ta phải hỏi là cái income, là cái đồng lương của họ như thế nào. Nếu mà họ không có đủ đồng lương thì sao họ có thể trả được, dù cho họ có muốn trả bạn đi chăng nữa, họ cũng không thể nào đủ khả năng trả cho bạn. Vì vậy nên họ luôn luôn gọi là gì? Verification income, có nghĩa là họ luôn luôn cần chứng minh gì, cái quỳ lương của các bạn trong vòng 1 năm trời vừa qua, hoặc là 2 năm thuế vừa qua, hoặc là 3 tháng vừa qua. Cái vấn đề là
tiền lương của bạn như thế nào, các bạn đang nợ nần với ai, và các bạn, cái nợ nần của các bạn nó đã chiếm bao nhiêu phần trăm trên mức lương của các bạn. Thì cái phần trăm của mức lương của mình nó mà bị chiếm quá nhiều món nợ thì cái mức lương mình càng ngày nó càng eo hẹp. Thì khi mức lương mình nó càng ngày eo hẹp, cái phần trăm mình bỏ nợ hoặc là trả chế nợ càng ngày nó càng cao hơn. Nên vì vậy thời gian năm 2006 tới năm 2008 có một vấn đề rất là rõ ràng là no verification income, có nghĩa là người ta mượn nợ mà nhà băng đã phớt lờ, ngay cả người làm loan, có nghĩa là những người gọi là agent làm loan của vấn đề real estate, họ đóng không verification hoặc là họ làm giả đồng lương, đúng vậy, và nó làm ra một cái hệ thống là từ người mua nhà đã giả vấn đề tiền lương, người bán nhà cũng đã giả vấn đề tiền lương, nhà băng cho mượn tiền cũng không verification cái giấy tờ đó. Giống như chúng ta làm một cái lương, xin lỗi, cái này không phải nói vấn đề nghề nghiệp, giống như mình là một người waiter, là một người hầu bàn, Việt Nam mình bồi bàn waiter, là một người bồi bàn thì không thể nào mình nói với các bạn là mình làm bồi bàn mà lương 100 đồng giờ được. Dĩ nhiên thì có nhiều loại, có những gọi là high end của những người gọi là waiter, họ có thể làm lương 100 đồng, nhưng mà đa số những cái giống như mình làm tiệm phở chẳng hạn, mình như là làm tiệm phở Việt Nam, thì mình không thể nào nói với các bạn rằng là tôi làm bồi bàn tiệm phở Việt Nam mà lương 100 đồng một giờ cả. Thì không thể nào mình nói với các bạn mình làm waiter lương của một người bồi bàn mà lương một tháng 10.000 cả. Nhưng mà lúc đó ai cũng bịt mắt lại và họ không có chứng minh cái tiền lương đó. Ai cũng bịt mắt. Tại vì họ không chứng minh tiền lương. Vì vậy những người này có thể mượn được những cái món nợ to hơn cái sức trả của họ. Thế này rất là quan trọng nha. Khi các bạn không chứng minh đồng lương của các bạn, thì khi các bạn đi mượn món nợ, thì cái món nợ của các bạn nó có thể to hơn cái sức trả của các bạn. Vì vậy người ta đã nói cái debt ratio là cái số lương của các bạn nên trả, thì đa số chỉ là khoảng tới 47-48, từ 45-48% total của income. Tí nữa tới cái phần sau mình sẽ nói rõ hơn vấn đề chút đó. Thì một cái trở ngại, một cái gọi là gian dối sai lầm nặng nhất trong năm 2006 tới năm 2008 có nghĩa là subprime loan, mà những người đã khó trả tiền, có những người là gọi là tín dụng xấu mà chúng ta lại không có verification income, nghĩa là không chứng minh đồng lương của họ, nên nó xảy ra rất là nhiều hệ lụy về sau đó. Cái thứ tư, cái thời gian năm 2006 năm 2008 là pay interest only. Thì khi các bạn mượn nợ thì mỗi cái hàng tháng các bạn trả nợ, thì trên cái payment của các bạn một phần nó vô là tiền lời, một phần nó vô là tiền vốn, đúng không, tiền gốc đó, một phần vô tiền lãi, một phần vô tiền gốc, thì đó là cái payment interest and principal at the same time, đúng không, đó là cái tiền hàng trả hàng tháng các bạn nó đi cùng lúc hai thứ. Nhưng mà thời gian đó xảy ra một vấn đề rất lớn, đó là cái vấn đề pay interest này chỉ trả tiền lời mà thôi. Tại sao chỉ trả tiền lời mà thôi? Thì nếu như các bạn trả một tháng 3.000 đồng một tháng, thì trong cái 3.000 đồng đó, ví dụ nó có 1.000 đồng vô tiền vốn của các bạn và 2.000 đồng vô tiền lời. Nhưng mà nếu trả 3.000 đồng một tháng thì gì, cái đồng lương của các bạn sẽ không đủ trên cái gì, cái payment đó. Tại vì nó đều so sánh cái đồng lương và cái hàng tháng các bạn phải trả. Thì vậy họ chọn cách gì? Họ chọn cách là chỉ trả tiền lời mà thôi. Thì rất nghe trả 3.000 nhiều, trả hàng tháng có 2.000. Thì có nghĩa là cái món nợ của các bạn luôn luôn nằm yên một chỗ đó. Và các bạn trả thì cứ trả tiền lời trên căn nhà đó. Nhưng mà tại sao hồi đó họ làm vấn đề đó? Tại vì người mua nhà lúc đó họ nghĩ rằng giá nhà sẽ càng lên. Và nhà băng cũng nghĩ rằng giá nhà cũng càng lên. Thì đáng nhớ cái hồi xưa đó là khi chúng ta trả payment interest cùng lúc á, trả lúc cái payment cùng lúc hai thứ, thì nó sẽ giảm một số lượng rất là nhiều người ngoài kia không đủ qualification để mua nhà, đúng không? Không đủ điều kiện để mua nhà. Nhưng mà khi chúng ta tắt cái principal ra, tức nghĩa là tắt cái trả trả thì vốn ra, chỉ trả tiền lời mà thôi, thì nó mang xuống cái phần trăm của những người đủ sức trả tiền nhà cao hơn. Vì đủ sức trả tiền nhà cao hơn nó mang ra vấn đề là gì? Là chúng ta có rất nhiều người ồ ạt ra kia mua nhà mà đang đẩy cái giá nhà lên. Đúng không? Càng đẩy giá lên, đó là cái vấn đề xảy ra của năm 2006 và năm 2008. Sau đó là adjustable rate, có nghĩa là tiền lời thả nổi. Tiền lời thả nổi, như 1 năm tiền lời thả nổi, 2 năm tiền lời thả nổi, 3 năm tiền lời thả nổi. Thí dụ khi chúng ta mua nhà, cái phần lời lúc đó chỉ có 3%, thì chúng ta sẽ trả phần nhà cái 3%. Nhưng mà 1 năm sau cái tiền lời nó lên 7%, 8%, thì chúng ta phải bắt buộc trả phần lời mới là 7-8%. Cái chuyện này xảy ra rất nhiều tại Việt Nam. Mà cái này tức là một cái nó cũ rất cũ rồi, nó cũng chẳng vì là mới mẻ đâu. Là gọi là adjustable rate, là chúng ta trả
tiền hàng tháng trên căn nhà chúng ta dựa trên tiền lời vào thời gian mà chúng ta đang trả. Vì vậy cái tiền hàng tháng của chúng ta nó gì, nó cũng gọi là cái fixed payment. Các bạn thấy không, khi các bạn đi làm thì cái tiền lương của các bạn nó đa số nó nằm gì, nó nằm tà đâu, nó là fixed income. Đa số lương của chúng ta chỉ fixed income thì mỗi năm thì có thể tăng lên một chút gì, dựa thêm gì cost of living adjustment, tăng lên dựa trên vấn đề lạm phát bên ngoài kia thì họ tăng phân lời của tăng tiền lương chúng ta. Nhưng mà cái bên tiền lời này thì sao, thì nó lan tăng lên một cách gì theo thị trường mà nó không theo gì theo cái tiền lương của chúng ta. Nếu cái này nó tăng hơn cái tiền lương của chúng ta hoặc là tiền lương của chúng ta thụt xuống thì là lúc đó chúng ta sẽ không đủ khả năng trả tiền nhà, đúng không? Thì lúc đó lại xảy ra một vấn đề là gì? Trả tiền lời không, rồi adjustable rate, tức là trả tiền lời tùy theo cái thời gian của chúng ta. Và cái cuối cùng là payment to debt income, thì hôm nay mình đã vừa nói qua một chút xíu. Payment to debt income là rất là quan trọng trong vấn đề nhà cửa. Thì khi chúng ta mua nhà, đa số cái nợ chúng ta là 10 năm nè, 15 năm nè, 20 năm nè, 25 năm và 30 năm. Thì cái tiền trả hàng tháng của chúng ta nó càng thấp chừng nào càng tốt so sánh với cái đồng lương của chúng ta. Người ta khuyên chúng ta là gì? Là cái tiền trả tiền nhà của chúng ta chỉ tới gì là maximum là 28% trên cái mức lương của chúng ta trước thuế. Hoặc là hay nhất là gì, là 1/4 là 25% trên mức lương trước thuế. Thí dụ chúng ta làm lương 10.000 đồng một tháng trước thuế thì cái tiền trả tiền nhà của chúng ta thì nên gì, trong vòng 2.500 mà thôi. Thì trong vòng 2.500 là gì, là cái tiền nhà là tiền insurance nhà, là tiền property tax và tiền association fee, hoặc là cái tiền PMI, payment mortgage insurance, là cái tiền bảo hiểm của cái payment của chúng ta, thì rất bao gồm trong đó thì là 25% mà thôi. Nhưng mà thời gian năm 2006, năm 2008 thì mọi những cái luật lệ đó đều bị phá vỡ, có nghĩa là không ai theo bất cứ một cái luật lệ gì. Mượn nợ không chứng minh tiền làm, không chứng minh tiền lương, trả tiền lời mà không adjustable rate, không coi về vấn đề cái DTI, debt ratio to income, là vấn đề nợ và vấn đề làm lương. Và nó, và vì lý do đó nó xảy ra một vấn đề gì, về vấn đề là khi chúng ta mượn nợ, là khi chúng ta mượn nợ, nhà băng approval chúng ta mượn cái nợ, nhưng mà chúng ta chỉ trả được gì 1-2 tháng đầu tiên. Có nhiều người làm loan lúc đó họ còn có cái phương pháp là chẳng nhất cái nợ chúng ta có 400.000 mà chúng ta không đủ sức trả, họ cho chúng ta mượn 410.000, thì cái 10.000 mà extra bên ngoài cái loan đó là họ đưa ngược lại, credit ngược lại cái người mượn nhà. Tại vì cái người đó dùng cái tiền đó để trả 1-2 tháng đầu tiên. Tại vì khi cái loan đó mà người ta trả payment rồi, khi cái loan mà họ đã trả payment rồi thì cái loan nó lại lót vô của gì, của cái ngân hàng đó. Cái loan đã trả payment rồi thì cái loan đó là đa số bị lót vô cái payment, cái mortgage của cái công ty đó, cái công ty financial đó. Thì khi mà chúng ta trả 1-2 tháng thì mấy 2 tháng sau đó còn tiền nữa trả đâu, thì bắt đầu cái đó mà đổi effect thì bắt đầu repo, đúng không, foreclose, đúng không, short sale, đúng không. Thì cái thời gian đó chút xíu mình để nói vô vấn đề đó. Thì cái thời gian nó xảy ra thì bắt đầu họ bungle, cái nghĩa là gì, họ là bán một mớ nợ cùng một lúc để mà cho dễ hiểu, giống như các bạn đi ra ngoài chợ mua rau vậy đó. Khi chúng ta mua rau mà khi rau mà họ bày lên trên bàn thì chúng ta thấy cái cọng rau là tốt, cọng rau là xấu, nhưng mà bây giờ chúng ta bó thành một bó rau, bên ngoài cái bó rau họ để những cái cọng rau tốt, nhưng mà bên trong cái bó rau đó toàn là những cái rau héo nè, rau sâu nè, rau xấu. Họ bó nó lại thì họ bán ra thị trường, họ bán ra thị trường gọi là cái bungle loan, cái bungle, họ bungle một mớ loan nó vậy. Bên trong này xấu hoài, bên ngoài thì nó đẹp. Họ bán cho những cái hedge fund. Hedge fund là gì? Hedge fund là những người bên ngoài kia, họ là những nhà đầu tư của nhỏ lẻ hoặc là nhà đầu tư rất lớn của những đại công ty ngoài kia. Họ mua, mà nhiều khi họ mua những cái loan này, họ mua đi và bán lại. Tôi mua anh đồng, tôi bán người kia đồng 1, người kia đồng 1 bán người kia đồng 2. Nhưng mà mọi người lúc đó ai cũng ồ ạt vô mua, vì lý do sao? Thì cái số lượng người vô mua nhà ào ạt bởi gì? Bởi họ không đi theo thứ tự của cái luật lệ của khi finance, khi mượn nợ như thế nào, là gì? Phải chứng minh income, phải chứng minh tiền down phải có trong đó, hoặc là gì? Hoặc phải trả payment to interest cùng một lúc, hoặc là gì? Là phải trả, chứng minh được cái khả năng chúng ta trả được, và chứng minh được cái gọi là cái history, cái điểm tín dụng chúng ta đủ tốt để chúng ta trả. Nhưng mà lúc thời gian đó thì mọi vấn đề đó đều gì, đều ignore, có nghĩa là mọi người không để ý tới vấn đề đó, mà mọi người cứ ồ ạt đâu. Thì dẫn tới gì, năm 2008 bắt đầu, đầu năm 2007-2008 bắt đầu nó sụp đổ. Sụp đổ là gì, là khi chúng ta mua bó rau chúng ta mang về nhà,
Thì ngày nay chúng ta nhà chúng ta chuẩn bị nấu thì chúng ta mở cái bó rau nó ra thì chúng ta mới nhận ra được rằng bên ngoài đó chỉ có vài cọng le que là những cái rau tốt, còn bên trong toàn là mớ rau xấu thôi. Thì sao mà nấu ăn được, đúng không? Làm sao nấu ăn thì cứ dục đi thôi. Thì nấu ăn thì được có chút xíu, còn một mớ để dục đi. Thì cái mớ dục đi đó là một cái nợ, một số nợ lớn khủng khiếp ngoài kia, và những cái nợ mà người mượn không đủ khả năng trả. Cái này rất quan trọng nha. Số nợ mà người mượn không đủ khả năng trả, mà vì ngay cả người agent bán nhà, người làm loan nhà, người đi mua nhà, nhà băng financial cho mượn nhà, người hedge fund đi đầu tư những cái loan đó, mọi người đều nhắm mắt lại để mà để lấy cái nợ đó và để làm lời lẫn nhau, đúng không? Thời gian đó lời kiếp lắm. Có những người làm trong cái nghề nhà cửa, những nghề mượn loan lời kiếp lắm. Thì gì? Làm cho một cái collapse, có nghĩa là thực sự là crash. Cái thời gian năm 2008 mình nhớ không lầm, 2006, 2007, 2008 đi nữa mình để lại vài cái đề ra biết là liền thôi. Lúc đó thất nghiệp lên khoảng 8, 10, 11, 12% tùy nơi, tùy vùng trong đất Mỹ. Dệt có những nơi nó lên tới 12% thất nghiệp. Nhớ nha, thất nghiệp này không phải vì pandemic. Pandemic thất nghiệp lại khác. Thất nghiệp này là vì gì? Là vì recession. Là gì? Là kinh tế suy thoái. Là mọi người gì? Đã xài quá lỗ hơn cái mình có. Mọi người là gì? Đã mượn quá nhiều hơn gì mình có thể trả. Và mọi người gì? Đã lợi dụng cái gì? Cái sự thiếu hiểu biết, sự lợi dụng greedy. Greedy có nghĩa là tham lam của từng cá nhân và làm cho thị trường sụp đổ là năm 2006, năm 2008. Nhưng mà nó khác hoàn toàn cái ngày hôm nay. Ngày hôm nay lại khác. Năm 2020, năm 2022 là pandemic. Pandemic là giữa sống và chết. Pandemic là gì? Đại dịch thế giới là giữa sống và chết. Vì giữa sống và chết nên mọi người gì? Mọi người chúng ta không suy nghĩ đến thời gian đó. Mọi người chúng ta là gì? Bắt đầu ở nhà. Giữa sống và chết mà phải ở nhà. Thì lúc đó khi chúng ta ở nhà thì nó xảy ra một vấn đề là gì? Là mọi công việc ngoài kia nó bị thay đổi một cách hoàn toàn. Nó thay đổi cách hoàn, các bạn nhớ, không đi học trên trường nữa. Con nít ở nhà gần 2 năm, có những nơi ở nhà gần 2 năm trời học tại nhà. Có những người đi làm giống như Disneyland nè, ở những nơi khu vui chơi giải trí, những cái cruise line này là những du thuyền, khách sạn, nhà hàng là hoàn toàn là chết hết. Máy bay, cái nghệ máy bay, chưa nói về cái nghệ máy bay là khủng khiếp. Thì các bạn thử nghĩ coi bên nước Mỹ có bao nhiêu ngàn chiếc máy bay, bao nhiêu ngàn cái máy bay, bao nhiêu ngàn pilot, bao nhiêu ngàn flight attendant. Thì cái pandemic nó xảy ra là mọi người ở nhà, mà nó xảy ra thay đổi hoàn toàn cái diện mạo của gì về công ăn việc làm. Nó thay đổi hoàn toàn về cái công ăn việc làm. Thì khi chúng ta ở nhà thì nó xảy ra gì? Là chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn. Hồi xưa đó thì chúng ta ở nhà ít á, thì chúng ta nhiều khi mỗi cuối tuần gặp nhau chút xíu thì cảm thấy cái nhà nó không có chật. Bây giờ chúng ta ở nhà nhiều hơn thì chúng ta cảm thấy nhà chật chội, đúng không? Con cái chúng ta học hành, chúng ta cần phải có cái chỗ hơn cho nó, để cho nó ngồi nó học, con cái mình nó ngồi nó học. Thì chồng thì có một cần có một nơi, vợ cần phải có một nơi, con cần phải có một nơi, đúng không? Thì cái lúc đó tự nhiên cái demand của cái nhà nó trở thành gì? Lớn lên. Cái office rental thì sao? Cái những nơi mà văn phòng hãng sự thì nó lại thấp hẳn đi. Những cái rental của cái business, của cái gọi là real estate bên business renting thì hoàn toàn như là gần chết. Bao nhiêu họ đóng, bao nhiêu cửa bên Việt Nam đầy, đằng mấy cái nhà mặt tiền là đóng hết, đâu ai mà cần mướn mà làm ăn nữa đâu. Bên Mỹ cũng nguy toàn. Thì những cái khoản tiền đó nó chạy ngược vô gì? Chạy ngược vô nhà cửa. Và nó làm đẩy lên, đẩy giá nhà cửa một cách vượt ao lên. Tại vì cái sự đòi hỏi, cái demand của cái cuộc sống của chúng ta tự nhiên nó thay đổi một cách nhanh chóng. Giống như là gọi là lên cơn sốt này. Lên cơn sốt một cái mặt hàng gì đó. Thì hồi cái thời gian pandemic nó xảy ra vấn đề đó, trong vấn đề đòi hỏi nhà cửa. Tại vì chúng ta ai cũng ở nhà, đa số là vậy. Cái thứ ba trong thời gian đó, của cái thời gian của năm 2020 đến giờ là no construction. Thì các bạn nhớ năm 2020, năm 2022 thì đa số ngoài kia chúng ta đâu xây dựng nhà cửa. Tại vì bận mà, pandemic, ai mà ra kia mà xây nhà cửa, ai mà đục đẽo gần với nhau đâu. Thì rất nhiều người ngoài kia họ không xây nhà cửa. Lại xảy ra một vấn đề là chúng ta vô Home Depot khiên gỗ về đóng nhà, đóng cửa. Các bạn nhớ năm 2021, cuối năm 2020 bước qua năm 2021 là Home Depot, cái giá chứng khoán họ lên ồ ạt, Home Depot low, cái vấn đề plumbing, vấn đề để gỗ lên rất là khủng hoảng, lên gần gấp đôi.
Tại vì chúng ta ở nhà đóng đục đẽo đóng này đúng không? Thì cứ nghĩa là các bạn thấy mọi thứ nó đều hướng qua một cái gì là đòi hỏi trên cái nhà cửa, gọi là cái nhà mà chúng ta ở là residential home. Tại vì mọi cái kỹ nghệ về du lịch chúng ta không cần tới nữa. Mọi cái vấn đề về vấn đề office chúng ta không cần tới nữa. Mọi vấn đề khách sạn, nhà hàng chúng ta không cần tới nữa. Mà chúng ta chỉ cần gì? Tới cái nhà của chúng ta ở. Nên mọi cái đồng tiền và mọi cái demand nó đều quay về gì? Quay về cái nhà mà thôi. Nên như vậy nó đẩy cái nhà lên một cách khủng khiếp trong vòng những năm vừa qua. Từ năm 2019 cho tới năm 2022, đổ đồng nước Mỹ đã tăng lên là khoảng 45% giá trị nhà cửa. Các bạn nghe không lầm, đúng vậy. Nếu đổ đồng, the average adjustment pricing going up, có nghĩa là giá cả đi lên trong vòng 2 năm trời, từ năm 2020 đến năm 2022, cuối năm 2022, là giá cả nhà cửa nước Mỹ lên hơn khoảng 45% độ đồng. Thì cái giá nhà Cali 500 ngàn thì lên 45%, nghĩa là thêm 250 nữa, thành ra là 750 hoặc là 800 hoặc là 850, 900, đúng không? Khiếp đảm đúng không? Tại vì cái mọi người hướng vào đâu đó và không có construction và chẳng ai xây dựng thời gian đó. Và cái thứ tư là vấn đề logistics, là vấn đề lúc đó là hàng hải, hoặc là vấn đề là đưa đồ từ vùng này qua đồng kia. Thì các bạn đều biết cái thời gian khi đại dịch xảy ra thì vấn đề trao đổi hàng hải, vấn đề mà mang đồ tới cho mọi người, vấn đề shipment, nó đều hướng qua bên vấn đề bên medical supply nhiều hơn. Tại vì lúc đó mọi người đang cần vấn đề y tế nhiều hơn, vấn đề thức ăn, đồ ăn nhiều hơn. Tại vì lúc đó cái vấn đề đó là sống còn của cuộc sống của chúng ta. Còn vấn đề giống như là cái tủ lạnh, là cái tivi nè, cái gỗ nè, sắt thép, hoặc là những cái vấn đề mà xây dựng, thì đúng đó nó quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng những cái thành phần kia. Vì vậy họ càng giảm vấn đề về vấn đề mà chuyên trở những cái hàng hóa bên đây, mà họ lại đẩy những mình, thì nó đã thiếu thốn, người ta càng nghèo vô đang cần mua, mà bây giờ nó lại thiếu thốn vấn đề chuyên trở thì lại đẩy giá lên một cách khủng khiếp. Nhưng mà chưa xong, cái nữa là vấn đề new entrant. Năm 2020, giữa năm 2020 là bắt đầu chúng ta là gì? Phóng xuống là 0% phân lợi. Cho mượn nợ hiếu như không. Mượn nợ nhà 15 năm 2.1-2.2%. Mượn nợ nhà 30 năm 2.7-2.8%. Giống như tiền lời cho không. Thì mọi người chúng ta lại ô ạt ta mượn nợ, refinance nợ, lấy tiền ra. Xong chưa? Chưa xong. Bắt đầu in tiền. Năm 2020 cho tới năm 2022, nước Mỹ in khoảng 5.000 tỷ cho tới 10.000 tỷ. 5.000 tỷ có nghĩa là tiền họ in mà họ đi giúp xuống người dân. Khoảng thêm 5.000 tỷ là họ mua những gì? Mua những cái nợ xấu. Đúng vậy, các bạn nghe không lầm. Trong vòng chưa tới 2 năm, chúng ta in gì? Gần tới, không phải in, mà chúng ta cho gọi là credit money. Tại vì đồng tiền hồi đó mình đã nói 4 loại đồng tiền rồi, thì tiền này là tiền credit money, là tiền tín dụng. Họ cho họ bơm vào hệ thống tín dụng và đi xuống người dân. Trên dưới 10.000 tỷ, đúng vậy, trên dưới 10.000 tỷ. GDP của nước Mỹ năm 2019 trước khi đại dịch khoảng 23.000 tỷ. Thì có nghĩa là cái tiền mà họ bơm ra thị trường trong vòng 2 năm trời vừa qua chiếm khoảng là gì? Gần 5 tháng tới 6 tháng tổng nước Mỹ không đi làm. Nhưng mà lúc đó không phải chỉ nước Mỹ bơm tiền, mà cả thế giới bơm tiền. Cả thế giới thì chúng ta nằm nhà, chúng ta in tiền. Đây là cái chết. Mọi thứ đều đổ về nhà. Tiền lời thì cho không. Supply thì bị gãy gỗ. Tiền thì in như loạn. Tiền in như loạn này để cho chúng ta một cách dễ hiểu. Bây giờ trên bàn có 5 người đang ngồi với nhau. Mỗi người có một mặt hàng và mỗi mặt hàng đáng giá 1 đồng. Bây giờ trên bàn có 5 người. Mỗi mặt hàng mỗi người có đáng giá 1 đồng. Và mỗi người trong túi họ có 1 đồng. Thì dù họ có buôn bán như thế nào trên cái bàn đó, thì cái cuối cùng cũng chỉ là gì? 5 món hàng mà 5 đồng. Đúng không? Bây giờ trên cái bàn vẫn có 5 món hàng. Nhưng mà mỗi người bây giờ lại có 2 đồng. Thì cứ nghĩ trên cái bàn đó tổng cộng lại là chúng ta có 10 đồng. Nhưng mà mặt hàng thì vẫn có 5 món hàng mà thôi. Vì vậy cái món hàng này tự động nó được tăng giá lên là gì? Thành 2 đồng. Như vậy nó thực sự nó có tăng giá không? Câu trả lời là không. Chẳng qua chúng ta có gì? Có nhiều tiền hơn. Nhưng mà có nhiều tiền hơn không có nghĩa rằng giá trị đồng tiền chúng ta tăng.
Như chúng ta đều biết, ở Việt Nam mệnh giá lớn nhất của Việt Nam là tờ 500.000 đồng. Mệnh giá đồng tiền 500.000 đồng hay mệnh giá đồng tiền 100 đô nó không có quan trọng. Cái quan trọng là cái mệnh giá cái đồng tiền đó nó mua được cái gì. Thì mọi thứ nó trở lại về hai thứ. Giá trị của đồng tiền nó tới bởi hai thứ là cái good and services. Good và services nghĩa là gì? Good là cái mặt hàng mà chúng ta mua. Services là cái sự phục vụ hoặc cái yêu cầu của một cái người đó làm gì cho mình. Cái đồng tiền nó chỉ vậy. Thí dụ bạn bán một mặt hàng gì đó cho mình, mình thấy giá trị nào đó của cái mặt hàng đó thì mình sẽ trả cái đồng tiền của mình cho bạn dựa trên cái món hàng giá trị đó. Hoặc là mình cần nhờ bạn làm gì đó, giúp bạn giúp mình đóng nhà, đóng cửa, bạn giúp mình làm một cái gì đó trong nhà, hoặc là một cái gì đó trong đời sống của mình, hoặc là bác sĩ của mình giúp đỡ mình về vấn đề chữa bệnh này kia cho mình, thì đó là cái services. Hoặc là những người trong nơi phục vụ ăn uống, trong những nơi phục vụ và những nơi chơi vui đùa cho chúng ta, là đó là services, là chúng ta sẽ trả. Thì mọi thứ nó đều đáng, đồng tiền nó đều dựa trên những cái gọi là những cái khoa, những cái giá trị đó. Nhưng mà lúc đó đồng tiền nó ra quá nhiều mà mọi thứ nó đều y chang thì nó đẩy mọi thứ đều lên. Đó là vấn đề nhà cửa ngày hôm nay. Nhà cửa ngày hôm nay không phải là hội là mượn nợ bậy bạ như hồi xưa, hoặc là no verification như hồi xưa, hoặc là chúng ta gọi là no interest only, hoặc là chúng ta mượn một cách bơ ba bơ bẩn. Mà ngày nhà nay nhà cửa phải lên giá bởi vì những cái vừa qua chúng ta nói, mà cái quan trọng nhất là số lượng tiền nó ra quá nhiều. Số lượng tiền nó ra quá nhiều là nó đẩy giá mọi mặt hàng, không phải lên giá mà bị mất giá. Vì mất giá nên gì? Nên nó lên đồng tiền. Thí dụ ngày hôm nay, nếu ngày hôm nay mình có tờ 20 đô, cách đây 2 năm trước tờ 20 đô này thì mình có thể mua được 2 tô phở ngoài Southern California, Orange County. Mình có thể dắt và đi ăn 2 tô phở. Nhưng mà ngày hôm nay để mà ăn được 2 tô phở ngoài Orange County, không kiếm được tờ 10 đồng thì mình có thể phải mất tới 27 đô. Tại vì tô phở ngày nay bên ngoài kia một tô phở là tới 12, 13 đồng một tô rồi. Thì như vậy tô phở bản chất nó có lên giá không? Không trở lên không? Chẳng qua đồng tiền không có giá trị. Vì sao nó không có giá trị? Tại vì chúng ta cho tiền nhiều hơn vô thị trường. Cái thị trường hồi xưa nó chỉ bằng này đồng tiền thôi, và cũng bằng này sản phẩm mà thôi. Thì nó chỉ bán vậy thôi. Bây giờ chúng ta cho thêm tiền vô cái thị trường thì dĩ nhiên automatic mọi thứ nó sẽ tăng lên. Vì vậy, nên ngày hôm trước, hồi đó mình đã nói các bạn là ngay cả chính phủ ngày hôm nay, chính bản thân họ cũng đã chấp nhận. Cũng đã chấp nhận cái gì? Là họ đã tăng những người mà xài được hưởng những cái phúc lợi của nước Mỹ trong vòng 2 năm trời vừa qua đã tăng lên khoảng là gì? Là 15%. Đúng vậy. Nếu mọi thứ bên ngoài kia mà chính phủ chấp nhận đều tăng lên 15%, có nghĩa là mọi thứ bên ngoài kia đã reset cái new pricing. Có nghĩa là mọi thứ ngoài kia đã điều reset the pricing. Là có một cái giá cả mới. Có nghĩa là cái giá cả mới ngày hôm nay nó không giống như cái giá cả hồi xưa, bởi vì đồng tiền ngày hôm nay nó nhiều hơn bên ngoài thị trường hồi xưa. Mà đồng tiền ngày nay nó từ đâu ra? Nó từ là mọi nơi trên thế giới, mọi đất nước trên thế giới đều in tiền. Mà sản phẩm thì y chang, và service cũng y chang. Sản phẩm và service commodity mọi thứ cũng y chang. Commodity là sắt thép, là đất đai, đồng, gỗ, mọi thứ. Đó là commodity, mọi thứ thì là vàng, bạc, silver. Mọi thứ y chang, có gì đâu, trái đất này nó đâu nặng hơn nữa đâu, và đâu nhẹ hơn đâu, nó y chang. Thì nghĩa là commodity y chang. Service là bằng đó, số người chúng chỉ mang ra được bằng cái sự phục vụ bằng đó. Nhưng mà cái số tiền thì chúng ta bơm vào thị trường, có nghĩa là chúng ta in ra, bơm vào injection into the system, vô giống như cái credit. Quá nhiều. Nhiều như thế nào thì thực sự mình chưa có con số thống kê cả thế giới. Nhưng mà những Southern California, xin lỗi Southern, gọi là South America. South America là những đất nước như Brazil, Argentina, hoặc là như đất cả Peru, Bolivia, những đất nước bên dưới đó. Về quên mất cái tên của đất nước đó. Họ nói gì? Họ lạm phát ra 30, 40, 50, 60, 70%. Có những nơi trong vòng 2 năm trở về qua đồng tiền nó bị mất giá, thì mất giá 100%. Lý do là sao? Không phải nó mất giá, tại vì chúng ta bơm gấp đôi vô. Hồi xưa có đồng, giờ có 2 đồng. Nếu giờ anh có 2 đồng, anh mua cái sản phẩm này, hồi xưa nó có đồng, thì 2 đồng này thì anh phải mua sản phẩm này thành 2 đồng. Thì cứ nghĩ đi choang thôi.
Y chang. Nên ngày hôm nay nếu các bạn hỏi mình nhà cửa của Mỹ có crash hay không thì câu trả lời là không. Mà nhà cửa của Mỹ thì gọi là price correction, có nghĩa là gì? Nó có quyền lên 20-25, có thể tới 30% so sánh với giá trước đại dịch. Thí dụ một căn nhà 1 triệu đồng thì sau đại dịch bây giờ đến năm 2022 thì nếu họ có bán 1.2 triệu, 1.3 triệu hay có nhiều khi có thấy cả 1.4 triệu thì giá đó có chính xác không? Theo bản thân mình mà thôi, cái giá đó là cái giá đúng. Nhưng mà nếu họ bán 1.6 triệu, 1.8 triệu, 22 triệu, cái giá đó là sai. Tại vì nó có quyền lên 15-30% không sao cả, tùy vùng nha. Các bạn phải nhớ là tùy vùng. Và mình chấp nhận vấn đề đó. Và mình cũng đang đi mua nhà lúc này đây, bản thân mình cũng đang đi mua nhà và cần thiết đi mua nhà nên mình đi mua nhà. Nhưng giá trị ngày nay nó bị reset the new pricing bởi tiền ra quá nhiều. Tuy vậy, rất nhiều vùng ngoài kia họ cũng đang rơi xuống khá cao. Lý do tại sao, ví dụ như các bạn coi YouTube bây giờ thì các bạn đã thấy rất nhiều nhà ngoài kia họ xuống gì? 30, 40, 50%. Có rất nhiều vùng trên đất Mỹ họ đã xuống những giá cả rất là cao, 40, 50, 60%. Lý do tại sao? Tại vì hồi trước cách đây 1 năm họ đã lên gì tới 100%. Vì vậy họ đã nói đổ đồng cả nước Mỹ thì trung bình từ năm 2000, giữa năm khoảng cuối năm 2022 ở bước qua năm 2023 thì đa số nước Mỹ đổ đồng đã xuống khoảng được 10%, đúng khoảng được 10% thì cái giá cả khi mà nó tăng lên 45% đổ đồng cả nước Mỹ. Thì ý nghĩa rằng bây giờ đổ đồng cả nước Mỹ trước khi pandemic tới giờ là khoảng 35% đổ đồng nha, mình dùng từ đổ đồng. Thì đất nước Mỹ rộng lớn lắm. Đất nước Mỹ lớn đến đất Việt Nam tới 30 mấy lần. Vì vậy, có những vùng bên ngoài kia cái giá cả nó vẫn chưa xuống được tới 1-2%, nó chưa xuống được tới 5-10%. Nhưng mà có những vùng bên nước Mỹ nó đã xuống gì? Tới 30-40-50-60%. Vì vậy, tùy vùng, tùy nơi và tùy nhu cầu của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nghĩ mà các bạn nghĩ rằng nhà nó trở lại giá hồi xưa giống như nó crash thì mình nghĩ nó sẽ không crash. Và nó sẽ không trở lại cái giá như hồi xưa. Nhưng mà nó sẽ cao hơn cái giá hồi xưa ít nhất là từ 15-30%. Cái giá nhà ngày hôm nay đa số đổ đồng nó sẽ cao hơn từ 15-30% trước đại dịch, tùy vùng tùy nơi. Vì vậy nên nếu chúng ta cũng trở lại một cái câu trở lại một cái căn bản của khi chúng ta mua nhà là khi chúng các bạn mua nhà, cái căn bản đầu tiên là cái income của các bạn so sánh với cái mortgage payment, có nghĩa là tiền lương của mình so sánh với cái tiền trả hàng tháng của mình. Nếu tiền lương của mình so sánh với tiền trả hàng tháng của mình thì là gì? 25% trước thuế, có nghĩa là mình làm 10.000 mà cái tiền nhà của mình thì trả khoảng 2.500 hoặc cao nhất là 2.800 hoặc là maximum là 3.000 thì sao? Thì không sao cả, tại vì có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn đủ sức trả tiền nhà một cách bình thường. Mà đó là cái nhà chúng ta mua ở. Mà nếu cái nhà chúng ta mua ở và chúng ta giữ 10, 15, 20 năm thì mình sẽ bảo đảm của các bạn, như các bạn đều biết thì trung bình nhà cửa nước Mỹ khoảng 17 năm thì họ sẽ double, nó tăng gấp đôi giá, không cần các bạn mua lúc nó cao lúc thấp. Thì như mua lúc thấp thì có nghĩa là nó khoảng 10 năm sẽ nhân đôi. Nếu mua lúc cao nhiều khi nó cần phải tới 17 năm. Nhưng mà đổ đồng là khoảng 17 năm thì giá nhà nó nhân đôi. Tại vì nhà cửa nước Mỹ sẽ tăng trung bình khoảng 4-4.5% mỗi năm. Đúng vậy. Nhà cửa bên nước Mỹ tăng trung bình 4-4.5%. Nếu như vậy thì 2 năm trở về qua, từ năm 2019 tới năm 2022 thì nhà cửa nước Mỹ có quyền tăng gì? 9%. Nếu 9% nhà cửa nước Mỹ tăng 9% cộng thêm đồng tiền chúng ta in như loạn thì có nghĩa gì? Thì chúng ta có quyền tăng lên gì? Là khoảng 20-30% thì cũng chẳng sao. Nếu căn nhà mà nó tăng lên 20-30% so sánh trước đại dịch là năm 2019 thì mình nghĩ giá cả đó, nếu các bạn đủ sức trả theo cái payment to income như mình mới nói là từ 25-28% trước thuế của mình thì không sao cả. Thì như mình nghĩ không sao cả. Nhưng mà quan trọng, cái đó là quyết định của từng cá nhân nha, quyết định của từng cá nhân, quyết định của từng gia đình của chúng ta. Tại vì mỗi người của chúng ta đều khác nhau về vấn đề hoàn cảnh và vấn đề tiền lương và vấn đề nơi chúng ta định cư và những nơi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ ở đó một thời gian dài hay là một thời gian ngắn. Đó là tùy của từng cá nhân chúng ta. Hy vọng cái clip này cũng khá dài, đúng cả 30 phút.
thì mình lôi các bạn miên man mãi về năm 2008, 2006, 2008 cho tới bây giờ là năm 2020, năm 2022 thì nó cần phải dài dòng một chút xíu vậy. Thì hy vọng nó đưa ra một cái câu trả lời nó chung chung, nhưng mà cái sự chung chung đó nó có khá nhiều những dữ liệu mà các bạn có thể sử dụng để mang vào cái cuộc sống riêng tư của các bạn, của cái từng vùng nơi ở của các bạn, để các bạn đưa ra những quyết định riêng tư của các bạn khi các bạn quyết định mua nhà năm 2003 hoặc là năm 2023 hoặc là năm 2024. Đó là tùy quyết định của từng cá nhân. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn theo clip, và như mọi lần ở đâu cũng vậy, chúng ta cần phải đi làm, nuôi dưỡng bản thân mình, nuôi dưỡng những người thân yêu mình, đóng góp xây dựng vào xã hội nơi các bạn đang sống. Và nếu có đầu tư, xin đầu tư chứ đừng đầu cơ. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn theo clip.